không có cái găng găng nhau nhau mà à, thì cái này là chúng chiều chạy luôn rồi đó. Mà cái găng ra được kìa. Ở ngoài không có chạy cái này trước mới tới cái giờ cái đực. Cái này là chạy cái trước, cái đực chưa? Chưa vậy à? Ừ. Nè, cái này là số 3 là đúng số luôn, găng 2 ly nè. Đó, chiều đúng luôn đó. To không? À, lúc này là để ở trên ở trên kêu là chi tôm hả? Chi tôm hả móc? Chi tôm. Ừ. Nó lại đây chơi mình bắt mình chạy cái găng này để làm kỷ niệm thứ nó chạy găng này như thế nào nha. Ở này tuy là trẻ tuổi thì mới 19 tuổi mà tới 6 năm tay nghề đó nha. Cả Thợ Phúc, Thợ Lộc là cũng không biết theo kịp không đó. Cái mẹ ở dưới. Coi sau lưng có mũi nào lấy chạy đại đi. Cũng mũi tờ lên hết trơn rồi em ơi. Đây nữa nè, đây nữa nè. Nè, nè đây nè, mũi này nè. Đây. Mũi này được không? Nãy nó đi đâu đi làm giấy gì? Chứng minh hả? Ở nhà chạy cái máy tiện gì mà nó? Máy Đài Loan. Máy Đài Loan với máy gì nữa? Nhưng mà nó ở nhà cũng phải là cái chỗ làm đó phải không? Chỗ làm thôi. 6 năm rồi, tiện mấy năm rồi? Tiện ngay chắc cũng có 3 năm. 3 năm tay nghề đó ha. Cái này là cái mặt ram cũ có chạy ram rồi, mình sẽ căng lại. Cái này mới là vấn đề của mặt điện thôi. Nếu mà chạy máy thì nó dễ rồi. Cái khó mình làm chứ cái dễ làm nó bình thường quá. Tự chi tôm chạy xuống đây là bao xa? Nãy con đi đường Long Xuyên là tới ra tới cả 100 cây. Dữ gì đó hả? Từ nhà con Long Xuyên là 5 mấy cây, ở đây 10 cây nữa. Đâu có, Long Xuyên về đây là có 2 mấy cây hả em ơi? Đây 2 mấy cây tính ra cũng 80 cây á. Ừ, chứ không có tới 50 cây nha. 80 cây mà từ đi lạc nó tính ra được cả 100. Ừ. Đi tới cầu vượt kinh B, kinh C hay gì đó. Ừ. Bữa nay mà chạy được cái găng này mới cho về nha, không chạy được là bắt ở đây chạy hoài đó. Không phải nữa thà. Bình thường phải không? Vẫn như cơm bữa mà. Người thằng đuôi nữa, em không có đường sao vậy? Có đèn đàng hoàng nha, không có nói gì nha. Nói 19 tuổi là mắt sáng nhất đó. Là canh cho nó đúng với cái bước găng cũ đó các bạn. Mà nói bước găng không đúng là bước găng thì nó 2 ly rồi, nhưng mà đúng cái kẻ của cái găng á. Nhiều khi á mình sửa lại mình chạy mà nó không trúng cái kẻ mà trúng cái đỉnh nó gào một cái là rồi luôn đó. Thì thôi phải không? Sửa găng mới luôn. Sửa găng mới. Rồi. Mốt này thì ở nhà chạy cái Đài Loan với cái Việt Nam, còn ở đây mình là hai cái máy Nhật nha. Cái này là cái Kobayashi, còn cái kia cái mà đang chạy đó là Isino. Nè, hai cái Nhật hết. Thì nếu mà chạy được cái máy tiện Việt Nam á, thì cái máy tiện Nhật là chạy được. Tại máy tiện Nhật nó chạy nó ít cái rung hơn, ít cái nhảy mũi hơn. Nãy giờ con nhá thử thấy sao, thấy máy điện này được không? Ấm hiểm. Ấm không? Tưởng nó không ấm đổi máy tiện khác nữa à. Khoa học văn hóa khiến xuất hiện những người rất một cái bằng dao chân được khỏi luôn. Ừ, nó không có chờ như máy Việt Nam đâu, xích tay vô gì là chạy luôn đó. Ừ, đâu cần xích lại, nó không dịch từ lưa đâu. Thực tế thì sẽ làm được mọi việc đó, đập dấu điều kiện có lợi cho mình, cơ hội cho cuộc sống. Rồi đúng răng rồi đó. Vô cái vô luôn. À, cái đó không phải, cái cần này là cái cần chạy bằng dao, con đời cần này nè. Đó đó. Thấy nghe cái cặt cái hơi nguy hiểm à. Mũi còn không? Ừ, còn không? Mỗi thợ làm có cách làm khác nhau.
mà mình cũng không có ý kiến được, quan trọng là chạy được cái găng cho mình dặn được cái cốt chụp vô là được. Máy tay trái chạy được không Mót? Hả? Đúng phải không? chạy gọi găng này là qua máy tay trái chạy thử găng nữa ha. Đây là chạy găng trong nữa các bạn. Cái mặt găng này mình ra chạy cái bước găng là 2 ly, mình chạy găng to cũng được đó, tại vì mặt ra mình chưa có chạy cái răng được, cái này là chạy như răng này răng phải mà cái răng lỗ thì phải cái đó các bạn, chạy 2 ly nữa cũng được, mà chạy cầm mình á thì nó sẽ cái độ ngã nghiêng nó sẽ ít hơn đó, nhưng mà nãy giờ thấy là nó hơi cắt gối rồi đó nha, nó chạy thốn rồi đó phải không, cái thốn mình nó sẽ bẻ cái dao vô đó, bây giờ nó sai cái dấu đó rồi, sai nó đụng cái cạnh này nè, đúng chưa? À, đụng cái cạnh này nè, nó bẻ cái dao ở phía bên kia rồi, canh lại em ơi, dính lại nữa, cái này là không đúng máy là nó cũng hơi căng nó sẽ chơi đó nha, quan trọng là con mắt sáng rồi lấy lại. Không ai xô cái đàn này ra ngoài đi cho nó chống nó vậy đó, mặc sức em chạy đó. Người ta thường ta nói con ai nó dạy đúng không, máy nhà thì làm tự tin lắm nhưng mà tới cái máy lạ nữa thấy nó có cái gì lo người, đặc biệt là có cái máy quay nó làm cái bên gì lỗi như là nó dính hết trơn thay vì mình đã giờ mình ngồi mình tiện mình coi Mót nó làm sao. Mái nhà biết quen rồi. Ừ đó. Còn dao nhỏ hơn, con dao này nghe nó nhỏ hơn. Ừ. Coi nó nghe nó lẹ hơn. Ừ. Nó bao nhiêu vạch một ly? Cái mái nhà. 2 vạch ly. Gì? 2 vạch hay 20 vạch? 20 vạch ly. Ừ thì này cũng 20 vạch em ơi, chứ đâu có khác được. Không có lẹ chậm nha. Kể cả cái mái nhỏ bên kia đó cũng là 20 vạch một ly đó các bạn. 20 vạch là 20 vạch trên chỗ cái vòng tròn của bàn giao ngang nè các bạn, có cái là nhỏ lớn thôi, nó chia vạch ra nhiều như lớn nhỏ thôi chứ không phải là khác. Nhưng máy là máy tiện tay trái có nghĩa là các động tác hoàn toàn ngược lại với cái máy tiện tay phải vậy thôi. Ừ, nhưng mà máy tiện mình thì cái nào cũng có bơm nhát hết trơn nha. Mót là không có cái này nè đúng không? Sao có được máy là gì, mẹ gì có máy là Đài Loan Việt Nam ta có luôn, bên cái máy kia là có luôn đó ơi. Có găng chưa? Có mà nó không có, không phải cạn mà cái lấy cái mũi lần sau này nó ngay chân cái đỉnh lần trước đó, thành ra giờ bây giờ đó nó chạy lại. Ờ bây giờ nó thành cái bước găng mới luôn các bạn, bây giờ nó trẻ găng bước găng ly đó, 2 ly mà bây giờ nó còn có 1 ly, có nghĩa là nó mất hết 1 ly có cái đường kính ở phía bên trong nữa rồi. À, thôi kệ luôn, chưa có băng đực mà chơi đi, miễn nó có găng thôi, đắt chạy thì nó sâu tí. Tới em nhá lại cái là đứng lại em đó. Cũng giật giật mực nha, đáng lẽ thợ trẻ là không có giật mực nha, ta nhìn giật tiện hà. Nhưng mà anh thấy là gần hết là em cắt cầu dao đi rồi, nó còn có chớn mạnh dữ lắm, cái máy tiện này nè, cái chớn đi xa lắm chứ không phải như cái máy tiện mà của Đài Loan đâu. Đài Loan mình thắng là ngừng đã, ngừng liền phải không, con này chớn vô dèo dèo luôn đó, bắt nó đi. Thắng
thấy gan cỏ làm sao em được phải không? Có gan ha, mà nó hơi lớn chút. Nó có nghĩa là nó lớn hơn 2 ly và trẻ dữ hết đó. Thôi thôi cả cuối cùng nó cũng hoàn thành được cái công việc là chạy răng, đâu lấy ra thử coi. Chưa dứt mặt ngoài nữa hả? Trời ơi, làm cho nó tới nơi tới chốn luôn đi. Nhưng mà chứ mình tiện hoài là các bạn thấy hoài cũng chán nữa, nào bắt đại nó tiện. Nếu như cái bếp căn 2 ly thì em chạy cho nó lớn nhỏ hơn bao nhiêu? 2 ly chạy lớn nhỏ hơn nữa. Nếu như cái trục là nó mà 20 ly là chạy 19 rưỡi đúng không? Trừ hao nửa ly. 2 nửa ly là vô giờ có người trừ hao có 2,5 ly. 2,5 được em ơi. 2,5 được mà nó hơi nặng răng. Ừ. Nặng răng nhưng mà răng nó đủ. Ừ. Còn nếu chạy ốc dên chịu nhiêu? Dạ. Ốc dên găng 1 ly 25 chịu nhiêu? 25 đó mới nói chưa có chạy chưa. Vậy hả, là chưa chạy đó phải không? 1 ly 25 là chừ có chừng 0.1 hả nghe em. Để chạy nhiều nha. Trả ngàm ở dưới anh chạy. Nhông sao khỏi trả. Khỏi. Chạy chờ gì ở cần lên là được. Cảm chưa? Nè. Cái này trả cho cái này là chủ cái dít me cho chạy răng nè, đó đây. Cái này là bỏ trả xô trả nha, trả dít me cái bàn giao luôn. Ra máy hút bụi hút lên rồi. Chứ hay lắm đó, tiện gian rồi là nó hút vô sạch sẽ đó. Ở nhà tiện có mang khẩu trang rồi vô không? Không mua hả? Chắc đó giờ chắc mình hít chắc những mấy ký sắt rồi đó. Gan thì chơi chiêu. Mấy cái giấy vô quay hàng rồi nè, chồng chứ không có tiện. Thì ở đây cũng vậy đây nè. Chồng em chồng sao? Mình mới chết mãn đúng không? Chồng cứ chồng này hút hơi qua đây là hết rồi. Chưa chờ chứ. Chạy họ cháy cái miếng giấy đó không? Cháy. Tại chồng vô của nó thôi, chồng nó tới đây rồi. Không giờ cháy miếng giấy. Tao tao hỏi em chồng thử rồi, trời sao chồng thử cái nào cũng phải mô phạm đàng hoàng chứ. Bây giờ mình đi kiếm miếng giấy về hàng nè. Đó. Đó, miếng giấy về hàng nè các bạn. Còn để mót mình nó làm cho sao. Đó. Muốn lớn hơn nữa hả? Lớn hơn nữa, lấy miếng lớn hơn nữa. Đây, có miếng lớn hơn nữa đây. Cái nào hay là mình cũng được cập nhật hết đúng không? Có khi cái mình biết mà người khác chưa biết, và ngược lại nữa chứ bộ. Tính lấy trắng luôn hay gì? Có dừa bắt này không ý rồi. Ừ. Tiện cũng kỹ lấy trắng luôn nha. Chứ mình thì cái mặt đó xong tiên đó là để luôn. Có nó dày. Nhưng mà thường thường anh chạy là chạy cái chạy răng là nó chạy nhanh gì không? Hay là cái máy kia chạy chậm hơn? Cứ nhanh chậm rồi tại kia nó không, mà thường chạy nhanh hay là chạy chậm? Nhanh quen rồi. Chạy như nãy là nhanh hay chậm? Nãy vừa xuống đó xuống nhanh không chậm. Ừ. Chạy chậm thì cái bước răng nó là sao? Bước răng nó không đều không? Với cái nữa là nó sừ. Ừ. Nó không bóng đúng không? Cái một hai nó là cái mũi tiện mình phải cho bén. Ừ. Bén nó bị sừ cho nãy răng nó không sừ đâu. Ừ, lỗi mũi mình nó hơi lục rồi. Nhưng mà nếu mà tiện răng cái khúc thưa khúc dày là do cái gì? Khúc mà nó đang chạy ra một đoạn dùm 10 cm. Dạ. Mà khúc thưa khúc dày là bị gì? Cái hồi cốt mình nghe, tâm mình nghe không? À, nhưng mà anh thấy khác. À, nhiều khi cái dít me mình dưới này cái khúc mập, khúc ốm thì nó cũng khác đúng không? À, lâu lâu mình cũng hỏi thử thạ được chứ. Tao chưa bơm nhát. Không nhận đâu.
À, em đệ tử nó tiện, không lâu nó không có bệnh nha. Nào, kiểm tra lại coi. Nên thấy hơi sự không? Răng có răng cũng được, hơi sự. Hồi nãy không có răng nè các bạn, nhưng mà nó bị lè mí. Lè mí có nghĩa là thay vì mình chạy bình thường á, thì cái mình đã lao cái vòng trong này hết rồi, bây giờ chạy trẻ nha, bắt buộc nó phải tưa lên, nó phải phù lên. Cái không đều cái này phải mà tiện cho già cái đầu mình dặn vô thì nó mới cái cây cũng đực nó dài chứ. Dặn vô mình lấy lại ban đầu. Đó, lúc này là đã tiện cái mặt ram trước của cái ổ đạn xong rồi các bạn. Xong nhưng mà cảm thấy làm thì phải làm đủ bộ phải không? Làm cái rồi phải làm luôn cái đực đó. Thì nãy giờ là đấu cái đoạn cốt này vô cái lắp 18 nè các bạn, xong hết rồi đó. Bây giờ mình đo với cái ổ đạn nè, ổ đạn của mình đó, đo xong mình khấu trừ đồ ra thì ra cho kích thước đó là cái đoạn găm này nè là cái chiều dài 34 ha. Cái khoảng mà nó giữ hai bạc đạn ở giữa đó, khoảng giữa nó là 40.5. 40.5 là nhiêu? Là 40 ly. Lẽ 1 lẽ 5 gem. Năm là 40. Lẽ 5 gem là chưa được 1 ly đó. Ờ đúng rồi, còn nếu mà 45 là mình để 45 rồi, chứ không phải là lẽ 5 vậy đó. Còn bao nhiêu là cái khoảng này. Phút sau. À, cái này nè. Là 34 nè, khoảng này nè, chạy găng nè. Đó, cho nó chi tiết hơn đi các bạn ơi. Còn cái khoảng này là hai bạc đạn, còn sau này là cái chỗ cái phốt. Đấy, ví dụ vậy thôi nha. Còn cái chạy găng bao lớn á là phải đo ứng với cái mặt trước này nè, mặt cái này nè. Đó, rồi tiện cho nó ok thôi là được rồi, yêu cầu vô đó thôi. Đó, vô số. Đó. Chưa có đo nha, này ví dụ thôi nha, kích thước là lấy lại đàng hoàng. Đó, chưa có khóa vàng cứng luôn nè. Đó, khóa cái chỗ đứng luôn. Giờ thì mình làm cái số công việc khác lại, như là làm dặn tâm rồi mình làm cắt cái u đồ vân vân đó, để cho để mót nữa tiện thử cái này luôn. Ở đây nếu mà là thợ là bắt là thử tay nghề hết. Mình ngưng đi, hồi ra thành phẩm rồi mình quay tiếp. Như ba không có dao cái gì rồi phải không? Ố, biết chỗ là sao còn điện ta? Thì chờ đó cứ nhiều người lớn sau. Người đó hả? Không nhớ đó hả? Đầu này gấp đồ hôm trước nữa nè. Sài Gòn quận 2, cái này có thằng đệ. Rồi cảm ơn em. Rồi rồi. Rồi, gió lấy được ngay đó nè. Bên đây là cái cây đỏ đỏ này mà. Rồi đó. Cũng bắn biên nè. Cậu phương ra thử coi. Tới hay gì rồi? Tới thì thôi chạy đi. Bởi vì đâu em bỏ ra bỏ ra. Bỏ một cái là nó đi luôn à. Thật tiện mà vậy đó, hình xuyên qua nói bao đời biến chuyện cho lại sắn vô cái lụm liền. Chắc là mình khui hàng đi. Ở quận 2 gửi về nha, của anh Tiễn nè. Thường tiện gửi đồ là cẩn thận lắm, đồ là cố kỹ lắm. Nói không biết buồn nở luôn. Một lớp nè các bạn, hai lớp nè. Nghe chưa? Là cái cục quên của M18. Đây là cái cục sạc Mi World Key. À các bạn. À,
cái cục sạc này là gửi đi Sài Gòn sửa lại. Hôm trước mình ghim lộn 220 nó cháy nó an toàn rồi, mà không biết cái mức pin này nó còn nó bao nhiêu pin này nó ồ 4 mức luôn các bạn ơi. Cái này là thợ đã test sạc đầy hết trơn luôn nè. Nó mức 1 à. Giờ cái súng nó đã có cục sạc rồi à. Thì từ đây tới là mình chơi phà phà luôn các bạn, không sợ hết nữa à, an toàn rồi. Trong lúc đó thì nơi mót đang tiện cái phần cuối dạt cái cuôn của cái cây cốt ẩu đạn, không cho phạm nữa bộ phạm yếu ra ta. Rồi chừng nào chạy ăn kêu nha. Rồi tới gì rồi, tới gì rồi à, lúc này là tới cái lúc mà nó đang tiện cái răng trong chỗ cái đầu rồi nè các bạn. Nhưng mà đối với 1 phút rồi thì mình hướng dẫn, nhưng cái này là đã là thợ rồi thì mình không có hướng dẫn nữa nha, mình chỉ kêu quay phim cho các bạn coi thôi. Cái cộng trừ nhân chia đồ là xong hết trơn rồi nè phải không, chỉ cần chạy nổi răng lên là dặn cái kia vô được phải không. Nhưng mà giao gì nè, chơi chạy đo thôi nghe, không có thử nha. Để tiện đo gỡ xuống là vừa xuống dưới là dặn đó. Không thử rồi. Ờ, không thử nha. Hay là sao? Thử. Thử. À, thử có nghĩa là chạy găng rồi, rồi lấy cái mặt gam ở đầu này nè các bạn, mình dặn vô một cái, phải không? Coi nó vừa hay không chứ không có. Bây giờ nếu mà trường hợp bây giờ em cái răng người ta cái răng cái người ta nằm ở dưới một cái ổ sẵn rồi, giờ em sao em thử em chừng nhắm đo à, bữa nay nhắm thử luôn đi, thử luôn không ừ. Rồi thôi, cái này nó không an toàn nó bỏ dưới đi, nó sẵn sàng rồi đó. Chiều chưa? Đó. Ở chiều ranh chưa? Gỡ hộp ra, gỡ xuống. Rồi ok. À, mày chạy số 3. Rồi ok luôn. Cần trên kéo vô, nhập vô cần trên kìa. Thôi cần đó là cần số, cần trên kìa, cần trên nhập mạnh vô. Ừ. Xoay đậu. Xoay bên đây nè. Ừ đó, chưa vô mà. Tại vì cái máy ở nhà cũng là tay phải luôn, ra chạy cái máy này tay phải thì nó không có vấn đề gì hết. Quay
nhà găng thì nó cái đỉnh nó đã nhọn rồi nè, không nó phải thật cái răng này kia nó được lâu luôn. Cái răng thì mình nói mà kia nó nhập năm nhất luôn, nhà nó là kem đó các bạn, kem thì nhưng mà có lẽ là không tự tin lắm cho nên là phải thử vô đúng không? Hay sao? Mình không kiến miễn sao là chạy bước căng ngon lành cho mình thôi. Ông bà mình thường nói là mèo trắng mèo đen gì không có biết, mà quan trọng là bắt được chuột là mèo hay. Nhiều khi lý thuyết quá mà thực hành không có ok thì cũng không có được. Cần phải thử không? Thôi thử đi em ơi, nói gì chứ. Phải thử đi. Đó. Tại dặn răng nãy đáng lẽ vô mới nhớt nha, lỡ có lính nó dính răng bỏ luôn. Thấy như sao? Sao ở nhà tiện là cỡ răng với răng cỡ gì không? Nhẹ gì không? Nhẹ. Nhưng mà đối với anh như vậy là nó đã nhẹ rồi. Tiện luôn. Nhẹ luôn chứ không phải hơi nhẹ nè. Tiện mà lắc được các bạn, vô mà có chục răng mà lắc gì là nhẹ rồi. Vô cái mặt ram nó sẽ không có chữ. Nhét không ạ? Hả? Nhét. Nhét. Giờ nhẹ mới thử coi nó. Nhét cái bếp nhét ở phía bên kia đó. Nhẹ, nhẹ thì cái mặt ram nó sẽ không còn chứng nữa. Không. Nhưng cái này nếu mà chạy găng bơm xình, chạy gì là thua các bạn. Nó nhẹ quá. Chạy gì chạy bây là bứt hết. Bếp nhét sau lưng á. Nhưng mà cái này tại vì cái này cái máy bơm nước sau lưng kìa, sau lưng kìa, cái sau lưng rồi máy bơm nước thành ra chạy nguyên khúc găng, cái này là nó ba gần 4 cm các bạn, thành ra nó cũng được, không đánh đổi máy lạ, thông cảm đi. Máy lạ phải không, nó móc mà tiện máy quen là mà nhẹ vậy nữa là không ok nha. Nó rồi cái khoảng này là nhiêu rồi, 40 lấy 5 ly năm 40.5 là 40 ly. Ờ 5 gem đó. Là có nghĩa là 40 ly với nửa ly nữa đó. Đúng không? Chích vô chút xíu nữa, lấy cái mũi cắt nè em, chích vô chống tầm vô nha, không chống ra mới bứt ngăn cái lụm luôn đó nha. Cắt không? Nhưng mà tiện cái chỗ này nó đã phạm vô của người ta nè, nữa ơi đẩy cái chỗ đó nó quay chích được chưa? Ừ, đó được đó. Chỗ này là gì nó bị ốm vô. Cái khoảng hãng gì mấy cái chỗ, cái khoảng này là bao nhiêu rồi? Nó là 30 lấy mấy rồi? Nào, 30 chẳng. Đo bằng gì? Nó kẹt. Nó kẹt hả? Lấy bánh me đâu thấy kìa. Đây, bánh me đây. Khóa sao không khóa bánh me lại đi. Bao nhiêu rồi? Bánh me này thấy chừng ngu sao? Không nghi nào, bánh me tao vẫn còn tao cũ cũ nhưng mà tao vẫn lấy cái chuẩn lại là ok đàng hoàng đó. Tao còn cây cỡ tao đo đàng hoàng mà. Đây. Cái này 39.95 hơi nhẹ một chút.
cũng thôi cũng chấp nhận được đi, coi như là bữa nay là cái gì cũng nhẹ hết. Nhưng mà thấy dặn vô thứ anh nó trời ơi, quên kiếp gì không. Để vô để ra coi cái đồ dịch dập còn nhiều không, bỏ vô ở ra coi. Có sao kỳ luôn. Có không? Có luôn. Đâu xíu chặt mày vô xíu nữa coi. À, biết ốc này để làm gì không? Nè. Ốc này để gắn cái nón vô đây nè. Nó cho nó che mưa. Đã. Che nắng. Đó, các bạn, cái này mà như người nếu quay ngược đầu lại nha. Ngược đầu. Cái lỗ này nó phải có để chi để cho nó thông hơi. Thông hơi cái bài đạn nó có chăm mở. Chăm mở nhưng mà phải có cái nắp này nè mình chạy đẩy vô gì nè để che mưa cho nắng các bạn. Coi vô kỹ chưa? Nó gõ, nó chỉ gõ cứng cho hết cạch đó. Gõ này vô ra coi nhiều khi giặt không tới thì sao. Còn... Thôi cũng chấp nhận được đi nhưng mà chỗ này nó hơi ấm, để họ sửa lại chút xíu nữa. Đắp sườn nó bị thẳng, đắp là phải chấm tâm lại. Chỗ này vớt là phạm. Đắp thì chấm tâm, đắp. Đắp vớt cái này lại nha. Chở này ra đi. Chở là không có lỗ chút. Cái đó là vớt, cái đó vớt là vớt phạm là do mình chứ không phải do máy lạ đâu. Máy mình. Ừ. Lỡ tay. Lỡ tay có nghĩa là quay ngược ra ngược vô rồi đó nó phạm hết lần. Cái lần này rất là nguy hiểm tại nó ngay chân cái đuôi ổ đạn này, nếu mà nó không có đủ mà cái nó nhỏ hơn cái đó phải là có góc lượng, chỗ này nó chấn vô một cái nếu mà cái láp dàn láp mà nó không ngay là bẻ ngay cây gãy ngay chỗ đó liền. Bây giờ bắt buộc phải đắp lại. Đắp lại không sao các bạn, cũng chưa đến nỗi luôn. Rồi ngồi lấy cái nhám lại cái này luôn nha. Cái này quá nha, quá nhám rồi nè. Ngồi lấy cái nhám lao phải này lại. Nãy giờ là đã gặt giờ vận hành cái máy tiện nè. Rồi bây giờ trồng cái dao làm sao đây, hướng dẫn coi. Đó, làm đi. Tại vì hồi đó giờ mình tiện gan là mình có cái quạt hút này không. Thằng đệ mất này nó là ở chảnh nó chơi chiêu, nó có chiêu gì đây. Nhớ mấy hàng nữa không? Lắc cái mặt ngoài này. Tiện gan ở chảnh em tiện gì nhiều, gan gì? Bà gan cốt với bà đóng bạc nữa. Đóng bạc gan và thao rồi đó hả? Dạ, anh tiện này nó đi bắt. Là nó không có văng mình? Không văng mình. Mà lúc mà mình đưa dao vô mình lật nó ra gì hề rồi mình coi hết sao? Dạ. Lắc mà không cần nó, lắc mà mình đưa dao không? Mình khòm hơi thôi, nhìn này đưa dao vừa đụng chậm rồi mình rút lên liền, đầu liền nó vui nhìn giúp mình. Mình chạy họ nó cuốn vô đây là sao? Không cuốn. Tại cái yêu cầu cái máy tiện mình lăn á, là đánh cái miếng này không dính. À có nghĩa là khi nó chạy mình kiếm miếng nào đừng cho sụn gì phải không? Không muốn không sụn vậy công chì mình á. Ừ. Xỏ vô bẻ lại. À cái này làm như cái con gì? Con kỳ nhông kỳ đà vậy đó, gặp nó phùng mang như gì phải không? Dạ. À cũng là cái một cái ý kiến hay. À, thì nãy lại chơi để tham quan cái tiệm mình tính đi về rửa tay gì nãy rửa tay về không? Mà bắt lại chạy cái găng này. Thì cũng thông cảm cái là không có quen tay với cái máy tiện mình. À, thật sự gì các bạn, nếu mà mình tiện cái máy tiện mình sẽ tự tin. Còn nếu mình đi trường hợp mình đi những cái tiệm khác các bạn không có chủ mình lại mình tiện, mặc dù tay phải mình tiện được, tay trái vẫn tiện được, nhưng mà loại máy tiện lạ thì nó hơi lúng túng, có nghĩa là mình không tự tin á. Với giờ mình sẽ nghĩ cái máy tiện này lỡ mình chạy nó trục trặc cái vấn đề gì sẽ thế này thế nọ nữa. À, cái đó là cái tâm lý chung thôi. À, không trách ai hết, ai cũng vậy hết. Thì để chạy xong. Nhưng mà em xài cái máy tiện nè, có một số người ta hỏi ý kiến là mua cái máy tiện là như thế nào nó mới ngon. Máy tiện ăn thua mấy cái băng này nó có cho bóp, không khi chạy không bị xước. Với nó coi cái đầu tô coi nó ngon không? Cầu á. Ừ. Coi cái chấu nó làm sao. Ừ. Còn được không, thử cái chấu.
tham cái loại đậu đó. Nhưng mà anh thấy nó còn cái yếu tố quan trọng nữa, cái bàn giao. Cái bàn giao không nói mà cái chục nó phải còn ngon, chục đúng không? Cái chục là nó phải còn chuẩn, nó không rơ thì chị tiện cái món đồ nó sẽ không có bị quắt, đồ lớn đồ nhỏ, còn băng nó thẳng á, nó không có giận sóng á thì món đồ nó không có khúc lớn khúc nhỏ. Còn cái máy tiện tay trái này chắc bữa nào chắc chuyến sau lên mới thử thách được quá. Mất thôi, nó chơi thôi chứ có làm gì làm đi em ơi. Nay giờ cũng lát hết sập luôn bà thụ. Thử chơi chút thôi. Sao ở tiệm ở bên nhà rồi qua tiệm này thấy có gì khác không? Thấy ở đây đồ nhiều hơn. Nhiều hơn là nhiều cái gì? Sơ mi. Sơ mi thì nhiều, đương nhiên là các tệ chỗ người ta làm sơ mi, còn ở bên tiệm ở nhà thì có máy gì với máy gì? Bán được 2 cây tiện. 2 cây tiện. Máy khoan. 4 cây máy hàng 300 lửa. Cạc gông, gió đá. Như máy cưa rồi thì ở đây máy uống rồi thì không có phải không? Không nói gì là đủ biết là ở bên đó là xạ là làm đồ chế nhiều. Chế mà. Thấy không? Bây giờ chắc này có công chuyện thì tính đi về phải không? Tính giờ về. Chiều nay còn ra cái máy nhà đó. Cái máy chạc của hai trái nhông đó hả? Dạ. Ghé đâu mua đồ? Nó sập rồi. Ở đó gì mà có bán đồ đấy ha. Có biết tổ mua mới có. Thôi có công việc thì tranh thủ đi chơi chơi. Ra chơi chút cũng được rồi. Tại vì bữa hôm trước cũng có thằng đệ ở bên núi Sập nó qua nó sửa cái máy của ta 5B đó. Nhớ không? Ảnh chảo ở đây luôn. Đợt đó nhà qua đó là cũng cánh núi Sập đó, cánh đó đó. Con tự sạch chổng thêm 20 mấy cây, 30 cây. Thôi có công việc là tranh thủ đi, để chơi bữa nào rảnh thì chơi tiếp. Dắt chân. Rồi về luôn. Cũng lộ bình an. Không không. Giờ đi đâu cũng có cái khẩu trang cho nha. Cái gì? Để cái nạn còn corona về này đâu, mấy trăm người, 200 mấy. Cái sắn là đi ra, còn đi vô trong này ta gọi đi vô. Nó chạy lên. Rồi la gai thôi, khoảng 80 cái số giờ được rồi. Này nó đề ba cũng dữ ha. Thôi tạm biệt các bạn ơi.